nhảy vô được con cọc. Cọc cũ lắm rồi. Đời cũ rồi. Kawasaki một người à. Đứng đứng chạy nha. Ba sáu rồi, tôi coi máy các bác. Cái áo gió từ anh xe cho sau ghế tài xế. Việt Nam giờ nó có phong trào nó chơi cái này nè ông ơi. Ủa? Giờ hồi xưa đồ mà nó không nên kia, bây giờ nên kia này à? À, giờ có này, sưu tầm cái này nó mới ghê. Giờ đi được làm sao đi kiếm. Máy đẹp quá đẹp. Máy đẹp quá. Máy này đâu có, tao nghĩ không vấn đề gì. Để cái trường hợp chắc có cái lông này hấp để lông này trường hợp đấy là cứng này. Cái đồ máy đẹp quá. Kawasaki 550. Cho cái giá luôn bà con. Không